Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 181. Chương 1801, Mạc Tông cơ quan thành 3. Mảnh vỡ la bàn quang minh quả thật không ở trên người mình. Vô Ngân Đại Sư từng kiểm nghiệm, cái này cũng là chuyện tốt. Lúc ma quân chết, người thần bí kia đầu tư hắn có mặt ở đó. Anh binh chuyển giao di sản ma quân cho mình. Người thần bí không có khả năng không biết. Như vậy, hắn khẳng định đang âm thầm chú ý mình. Đây cũng là trợ lực của mình. Hắn rốt cuộc là ai? Các loại ý niệm lần lượt hiện lên, đầu óc nhanh chóng xử lý tin tức. Cân nhắc đi cân nhắc lại, Trương Nguyên Thanh ra kết luận, dưới tình huống các bên đấu sức, hắn tạm thời là an toàn. Hắn giống như là con kiến của thế giới hai chiều, kiêu ngạo lao ngang lao dọc, nhưng thật ra ở đỉnh đầu hắn, một đám nhân loại chiều không gian cao hơn đang lạnh lùng quan sát con kiến nhỏ yếu này. Đầu ngón tay của nhân loại sớm hay muộn sẽ ấn xuống, ở thời điểm bọn họ cảm thấy thời cơ thỏa đáng. Cho nên, tạm thời an toàn, nhưng một khi thời cơ đến, chính là cấp bán thần, sát cơ khủng bố. Cứt chó, đột nhiên nhớ cuộc sống buổi tối mỗi ngày chơi game với dì trẻ, đêm khuya vắng người làm nghệ nhân, tuy mỗi ngày đi học buồn tẻ vô vị, nhưng tốt xấu gì cũng thoải mái. Trương Nguyên Thanh khẽ thở dài một tiếng. Hắn ngay cả thời gian cùng Quan Nhã yêu đương hẳn hoi cũng không có, đi dạo phố, du lịch, xem phim các hoạt động tình lữ vốn nên có này, đều là có thể chém thì chém, có thể giảm liền giảm. Chỉ có thể đến buổi tối mới bồi thường cô thật tốt, nói một ít lời tâm tình. Cũng sắp biến thành bạn tình rồi, chuyện này là thế quái nào? Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, vẫn phải trở về hiện thực, hắn tắt đi vòi hoa sen, bọc khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, nhấn vào danh sách thành viên bang phái. Ồ, anh gà đỏ tên ngu ngốc kia sao còn chưa nhận lời mời? Quan Nhã ngồi đối diện hắn ở bên cạnh bàn trà lau trường kiếm nói, bạn của anh chính anh không? Rõ sao? Quan Nhã tức giận nói, cô đã thay quần áo chiến đấu tinh xảo ngắn gọn, giày bộ đội kiểu nữ, quần bộ đội dằn di, áo ba lỗ màu xanh lục đậm, áo khoác nano loại ngắn có một chút công năng phòng ngự. Cao gầy gợi cảm lại tư thế oai hùng hiên ngang, phối với dung mạo con lai tinh xảo cùng tóc uốn xoăn, cực kỳ xinh đẹp. Ồ, sao em còn trang điểm? Em là vào phó bản, không phải tranh nhau khoe sắc. Trương Nguyên Thành nói. Quan Nhã nhất thời lộ ra nụ cười lạnh nguy hiểm, đương nhiên là đi gặp hậu cung của anh. Đừng giọng điệu kỳ quái, anh cũng chưa thành bán thần đâu, lấy đâu ra hậu cung. Trương Nguyên Thanh không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Ở trước khi Quan Nhã dựng thẳng lông mày lá liễu, phát giận, hắn bế bạn gái lớn hơn vài tuổi đến trên bàn. Điên cuồng mổ một trận, gọi tỷ tỷ tốt lão bà tốt, trong lòng Quan Nhã vui vẻ, hừ hừ vài tiếng, liền tha cho hắn. Cô trước giờ tương đối cưng chiều người bạn trai tuổi còn nhỏ này. Group tiểu đội nhân vật chính phấn đấu. Triệu Thành Hoàng, khi nào vào phó bản? Anh gà đỏ kia tựa như chưa vào bang phái. Hạ Hầu Ngạo Thiên, vừa rồi đã hỏi, hắn nói húp cháo trần nữa, trời sập xuống cũng phải chờ húp cháo xong. Tôn Miểu Miểu, người Hoa Đô chính là thích lãng phí thời gian ở trên loại chuyện không có ý nghĩa này. Thiên Hạ Quy Hỏa, đó là cô chưa từng xem tư liệu của Tương Bạo trưởng lão, xem qua là biết chấp niệm của bọn họ đối với trà chiều lớn bao nhiêu. Tôi gần đây tra một chút bối cảnh của anh gà đỏ, hắn từ nhỏ mất cha, là theo Tương Bạo trưởng lão phân bộ Hoa Đô lớn lên, tôi liền nhân tiện tìm hiểu một phen Tương Bạo trưởng lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rõ, Thiên Hạ Quy Hỏa, Tương Bạo trưởng lão mấy năm trước tham dự bao vây tiễu trừ một tên chúa tể linh năng hội. Mắt thấy sắp bao vây tiễu trừ thành công, hắn đột nhiên rời khỏi chiến đoàn, nói cho mấy vị trưởng lão quan phương, đã đến, giờ trà chiều. Thiên Hạ Quy Hỏa, sau đó liền đi uống trà chiều. Tôn Miểu Miểu, ha ha ha, Thiên Hạ Quy Hỏa anh thế mà còn biết kể chuyện, thành công chọc cười tôi rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa, đây là sự thật. Trong group nhất thời một mảng im lặng tuyệt đối. Hỏa sư làm việc không đáng tin như vậy sao? Trương Nguyên Thanh đối với anh gà đỏ kẻ dở hơi này có lý giải khắc sâu, lúc nhai sơn chi hải, mạng cũng sắp không còn rồi, còn nhớ canh gà của gã. Đi theo ông lão như vậy lớn lên, hắn không ở lúc đánh boss dừng lại nói phải làm một bát canh hải sản, đã là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lúc này, linh cảnh truyền đến tiếng nhắc nhở anh gà đỏ gia nhập bang phái. Tôn Miểu Miểu, anh gà đỏ đến đây, Nguyên Thủy, mau kích hoạt phó bản bang phái.
Trương Nguyên Thanh trả lời một cái ừm, rời khỏi group chat, mở ra giao diện bang phái, lựa chọn tạo phó bản. Tinh, linh cảnh đang tạo, xin chờ đợi linh cảnh bang phái tạo xong. Đánh số 039, Mạc Tông cơ quan thành. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1802, thông linh sư này nhất định là bạn gái cậu nhỉ? 1. Cấp bậc độ khó, S. Loại hình, nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra rõ nguyên nhân Mạc Tông diệt vong. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 039, Mạc Tông cơ quan thành là tiên môn tiếng tăm lừng lẫy Tây Nam, tổ sư khai tông lập phái hoạt động ở đời đường, một thân cơ quan thuật truyền thừa từ tiên tần Mạc gia. Giang hồ đồn đại Mạc Tông đạt được một món bảo vật thượng cổ lưu truyền tới nay, ai có bảo vật này sẽ đạt được thiên hạ phó bản cấp S, thật đúng là ngoài dự liệu, trong tình lý nha. Quan Nhã thở dài, lão nương qua phó bản cấp A là đánh bạc tính mạng rồi, cái phó bản cấp S này cũng không biết có thể còn sống, trở về hay không. Đừng nói lời ủ rũ. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái ở bên mông nàng, không phải bảo em trước khi vào phó bản, tìm em họ thích lấy đức thu phục người kia của em đòi bảo bối sao? Anh muốn đi tự mình đi. Quan Nhã gắt hắn một trận, thứ tốt hắn có thể sẽ không cho em, nhưng nhất định sẽ cho anh. Người này có một món đạo cụ cực phẩm của thám báo, đã tặng cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương có thứ tốt cũng luôn nghĩ tới hắn. Rốt cuộc ai mới là chị họ, ai mới là bạn gái? Trương Nguyên Thanh liền hề hề mấy tiếng, ai bảo em là rác rưởi chứ? Trương Nguyên Thanh anh muốn chết à? Quan Nhã thẹn quá hóa giận, nâng thủ phách hắn một cái con dao. Xuyệt, đừng gọi tên thật, sẽ bị Linh Hy nghe lén được. Được rồi, đạo cụ kia của nó trả giá là sau mỗi lần sử dụng, ù tai 15 phút đồng hồ, bình thường sẽ không sử dụng. Làm sao em biết? Lúc làm nhiệm vụ em từng mượn dùng. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, mở ra phần mềm chat, lập mới một cái group lâm thời, kéo toàn bộ các thánh giả của bang phái vào trong group, bao gồm Ryo Asano ở Nhật. Vì thuận tiện liên hệ với tổ chức, cô chuyên môn tải phần mềm nói chuyện phiếm bản tiếng Trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các vị, tin tức phó bản bang phái thấy rồi chứ, rất bất hạnh, phó bản đầu tiên giai đoạn thánh giả là cấp S. Cân nhắc đến cấp bậc của tôi, trình độ nguy hiểm của phó bản có thể nghĩ mà biết, ai muốn rời khỏi, bây giờ có thể nói. Phó bản cấp S là phó bản ngay cả chính hắn cũng không bảo đảm sinh mệnh. Các thánh giả trong bang phái, trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên, người khác đều là cấp 4, vào phó bản phiêu lưu rất cao. Phó bản linh cảnh không được chọn, nhưng phó bản bang phái có thể lùi bước, trong group đều là bạn bè, bạn gái, đối tượng ái muội cùng đối tượng có thể là ái muội. Cho nên Trương Nguyên Thanh cần thiết nhắc nhở một lần. Triệu Thành Hoàng nói tôi đã hướng ông báo cáo, nếu tôi chết ở trong phó bản, ông sẽ không tìm cậu gây phiền toái, đây là lựa chọn của chính tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói tôi không cần hướng gia tộc báo cáo, giá trị kinh nghiệm của tôi 89%, nếu có thể vượt qua phó bản cấp S lần này, liền có thể thuận lợi tấn thăng cấp 6. Anh Gà Đỏ nói Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu đương nhiên không cần báo cáo, gia tộc của cậu cũng lười quản cậu. Giá trị kinh nghiệm của tôi là 77%, nếu có thể vượt qua phó bản bang phái cấp S, tháng này lại qua một lần linh cảnh một người nữa, tôi liền cấp 5 rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên, anh Gà Đỏ, anh không biết nói chuyện thì ngậm miệng, nhìn xem Thiên Hạ Quy Hỏa, cùng là hỏa sư, sao chênh lệch to lớn như thế? Anh Gà Đỏ, nói lời thừa, hắn là sỉ nhục của hỏa sư, có thể giống nhau sao? Thiên Hạ Quy Hỏa, nếu phải vứt bỏ đầu óc, tôi tình nguyện mình là sỉ nhục. Anh Gà Đỏ, cậu có ý tứ gì? Cậu có phải ám chỉ tôi không có đầu óc hay không? Muốn đánh nhau sao? Tôn Miểu Miểu, hắn là nói thẳng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Thật là, anh Gà Đỏ vừa đến, trường hợp liền mất khống chế. Trương Nguyên Thanh bằng vào uy vọng bang chủ của mình, ổn định cục diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có ai rời khỏi sao? Ryo Asano, cô có phải không biết tiếng Trung hay không? Ryo Asano, tôi biết, Nguyên Thủy, tôi cũng muốn thăng cấp, hơn nữa tôi tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dẫn chúng tôi thuận lợi thông quan, kính nhờ. Anh Gà Đỏ, cậu nói người Nhật này thực thú vị, động cái là cúi đầu. Tôn Miểu Miểu,
tinh thần cung tượng vẫn là đáng giá khẳng định. Hạ Hầu Ngạo Thiên, chữ có phải nhầm rồi hay không? Tôn Miểu Miểu, không gõ nhầm mà. Hạ Hầu Ngạo Thiên, ồ, cô đang châm chọc người Nhật, tin hay không cô ấy phun cô nước thải hạt nhân đầy mặt. Ryo Asano yên lặng đọc trộm, cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ bạn bè nước khác, nhưng lại không dám ở trong group cãi nhau với bọn họ, chỉ có thể ở trong lòng vụng trộm mắng một tiếng, ngu ngốc. Trải qua một phen trao đổi, trong group không có ai rời khỏi, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Tiểu Viên giống nhau, chỉ thiếu một cái phó bản yêu cầu cao độ là có thể thăng cấp. Anh gà đỏ thì có hy vọng thông qua phó bản cấp S, đẩy giá trị kinh nghiệm tới đỉnh phong của cấp bậc trước mặt. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1803, thông linh sư này nhất định là bạn gái cậu nhỉ? 2. Người khác là bước vào giai đoạn sau của cấp bậc đó. Một phó bản cấp S, ít nhất có thể tiết kiệm cho bọn họ 2 tháng thời gian. Về phần bản thân Trương Nguyên Thanh, hắn bây giờ là 7% giá trị kinh nghiệm, thuộc về cấp 6 sơ kỳ, nếu có thể tăng giá trị kinh nghiệm lên tới 90% trở lên, thực lực cứng của hắn sẽ tăng gấp đôi. Hai âm thi cấp 6 lưu trữ ở trong mũ đỏ nhỏ là có thể bắt đầu luyện rồi. Một người, 5 âm thi cấp 6, còn không tính linh phó. Trong cấp 6 còn có ai là đối thủ của hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không có ai rời khỏi, vậy có chút hạng mục chú ý, tôi ở trong group nói rõ một lần. Vì an toàn sinh mệnh của mọi người, mời mang đạo cụ, tài liệu giai đoạn chúa tể lấy ra, đừng đặt ở ô vật phẩm. Đừng nghĩ lợi dụng lỗi hệ thống, linh cảnh sẽ không cho chúng ta cơ hội, một khi mang theo vật phẩm giai đoạn chúa tể, sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho đoàn đội. Hắn câu này chủ yếu là nói với đội ngũ địa cung. Anh gà đỏ, lấy đâu ra vật phẩm giai đoạn chúa tể, thứ đồ chơi đó muốn mua cũng không mua được phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có tốt nhất, chuẩn bị một phen, 10 giờ tiến vào phó bản bang phái. Bây giờ là 9 rưỡi, hắn cần cho đám người thiên hạ quy hỏa một chút thời gian gửi đạo cụ. Đáng giá, nhắc tới, Trương Nguyên Thanh đã mang tài liệu cấp chúa tể, thẻ thể nghiệm ngũ hành chi loạn giao cho Phó Thanh Dương để hắn hỗ trợ bảo quản. Trước mắt đạo cụ cấp chúa tể duy nhất trên người là Đai Ngọc Thanh Đế, chẳng qua đạo cụ này hạn chế cực lớn, thú hóa tăng phúc không thể vượt qua giai đoạn. Tương lai Trương Nguyên Thanh tấn thăng chúa tể, sử dụng đai ngọc này vẫn như cũ có thể được tăng phúc, nhưng bây giờ hắn là thánh giả cảnh, sau khi thú hóa nhiều nhất đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Bàn xoay âm dương của anh xin được chưa? Quan Nhã hỏi. Trước khi phó bản sinh thành, hai người ngay trong đêm khuya từng thảo luận nhỡ đâu ghép đến phó bản cấp S nên làm cái gì, vì bảo đảm tỷ lệ sinh tồn của đoàn đội, đầu tiên là bỏ đi chúa tể hóa. Tiếp theo là chuẩn bị thêm một ít đạo cụ cực phẩm giai đoạn thánh giả, trong đó còn có bàn xoay âm dương cùng thánh anh. Trương Nguyên Thanh lúc trước trả lại bàn xoay âm dương, từng có ước định với phân bộ Hoài Hải. Có thể mượn bàn xoay âm dương 3 lần, phân bộ Hoài Hải đã đáp ứng, nhưng đã tăng thêm một điều kiện, cần Phó Thanh Dương cho phép. Phó Thanh Dương đương nhiên cho phép, hướng tổng bộ đệ trình xin sử dụng. Nhưng tổng bộ chặn lại đơn xin, cũng chưa nói từ chối, nhưng mỗi lần tiền công tử gọi cho tổng bộ, nhận được câu trả lời thống nhất là đang đi lưu trình, xin kiên nhẫn chờ đợi. Chính là ghê tởm ngươi, chính là chặn ngươi. Đi lưu trình có thể là vài ngày, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí vài năm. Xin được rồi, Phó Thanh Dương cuối cùng tìm lão đại phân bộ Hoài Hải, lấy danh nghĩa phó ra, tặng cho phân bộ Hoài Hải 80 triệu phí tài trợ, hắc, thỉnh cầu trong cùng ngày đã xuống đến rồi. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, tiền này nhắm chừng đã bị phân bộ Hoài Hải cùng một ít người của tổng bộ chia đều rồi. Nghe vậy, Quan Nhã nhíu mày, một số người nào đó của tổng bộ và phân bộ Hoài Hải, đương là lợi dụng quyền lực trong tay, hung hăng làm thịt Phó Thanh Dương một khoản. 80 triệu, có thể mua một món đạo cụ cực phẩm, tuy quá nửa là có tiền cũng không có ai bán. Anh và Phó Thanh Dương đều không phải loại người chịu được thiệt thòi, đã nghĩ trả thù như thế nào chưa? Quan Nhã nói. Trương Nguyên Thanh cười tà mị, bàn xoay âm dương này đến chỗ anh, muốn cầm về không dễ dàng như vậy. Chờ ra khỏi phó bản, anh sẽ nói cho phân bộ Hoài Hải, bàn xoay âm dương. Hắn vỗ tay bốp, mất rồi. Quan Nhã nhăn mặt nhíu mày, chú ý tôi gì vậy, phân bộ Hoài Hải có thể đáp ứng. Tổng bộ có thể đáp ứng. Yên tâm, lúc trước ký hiệp nghị,
giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, một khi mất đi bản xoay âm dương, phân bộ Hoài Hải phải thu hồi mọi thứ đã cho anh, cùng từ tổng bộ xóa đi một lần công huân cấp A của anh. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, 50 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, công huân cấp B. Công huân tùy tiện lấy, nó đối với anh ý nghĩa đã không lớn, anh cũng đã xé rách ra mặt với tổng bộ, anh cần công huân làm gì? Đạo cụ phẩm chất thánh giả anh không thiếu, về phần 50 triệu tiền mặt sao, hắc, anh đã đăng ký căn nhà này đến danh nghĩa lão đại, số dư thẻ ngân hàng không nhiều nữa, cũng đã đổi thành tiền mặt. Đòi tiền là không có, cùng lắm thì định tính anh thành nợ xấu, mỗi tháng từ trong tiền lương của anh trừ đi một số tiền trả nợ, nhưng anh sẽ để ý những thứ này. So với bàn xoay âm dương, những thứ này đều không tính là chuyện. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1804, thông linh sư này nhất định là bạn gái cậu nhỉ? À, anh cũng thật âm hiểm. Quan Nhã nhéo nhéo mặt bạn trai. Người âm hiểm là em trai em, đây là chủ ý của hắn, ác nhân tự có ác nhân trị. Trương Nguyên Thành hừ hừ nói, bọn họ đã không để ý võ đức thì chớ trách chúng ta lừa gạt, đến đánh lén, ăn bao nhiêu, hết thảy đều phải nôn ra. Khi nói chuyện, đã 10 điểm sáng. Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện bang phái, nhấn mở Mặc Tông cơ quan thành. Bên tai truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở quen thuộc, sau khi đọc giây 30, cảnh vật trước mắt nổi lên gợn sóng, trở nên mơ hồ. Một đợt ánh sóng nhộn nhạo mông mông lung lung, ngay sau đó, hình ảnh tiếp cận bình tĩnh, trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc chiếu vào mi mắt. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở một đường hẹp quanh co, trước người là rừng cây rậm rạp. Phương xa là dãy núi mênh mang uốn lượn như rồng, phía sau đồng hoang mọc cỏ xanh phập phồng, điểm xuyết rải rác hoa dại muôn hồng nghìn tía. Bên người là Quan Nhã, chỗ xa nữa là Tiểu Viên, Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Anh Gà Đỏ cùng Rio Asano. Tổng cộng 9 người. Chào các bạn, lại gặp mặt rồi. Anh Gà Đỏ dẫn đầu triển khai kết giao nhiệt tình, lần lượt bắt tay với đám người Tôn Miểu Miểu. Thiên Hạ Quy Hỏa không quan tâm hắn. Anh Gà Đỏ lại chạy tới nhiệt tình bắt tay với Rio Asano, thì ra là em gái xinh đẹp như vậy, bộ dạng rất nhu thuận, làm quen một lần. Hoa Đô Anh Gà Đỏ, người Hoa Đô bọn anh tương đối thu mình, em gái Asano có bạn trai chưa, anh giới thiệu một người cho em. Thiên Hạ Quy Hỏa thản nhiên nói, bộ dáng nhiệt tình đó của cậu như là đến từ Đông Bắc. Anh Gà Đỏ không để ý tới hắn chút nào, vui vẻ chạy đến trước mặt Tiểu Viên, vừa cảm khái cô xinh đẹp lạnh lùng, vừa lớn tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người này chính là Tiểu Viên nhỉ. Thông linh sư kia trong phó bản ngũ hành chi loạn phản bội trận doanh vì cậu. Ai u, quả thật xinh đẹp, có phải bạn gái cậu hay không? Tiểu Viên lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Quan Nhã, nói, bạn gái thật ở bên kia kìa. Không khí đột nhiên trầm mặc một phen, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quan Nhã. Nụ cười hào sảng của Anh Gà Đỏ ngượng ngùng ở trên mặt. Quan Nhã tự nhiên thoải mái mỉm cười, chào anh, tôi tên là Quan Nhã, bạn gái của Nguyên Thủy. À cái này, xin chào, ha ha ha, ha ha ha, Anh Gà Đỏ cười vài tiếng xấu hổ. Gã thối tha này, rõ ràng đã có bạn gái, còn ái muội với thông linh sư, còn thường xuyên đùa giỡn mình. Tôn Miểu Miểu tức giận phình má, mặt nhất thời dài như cái bơm. Sao lại mang bạn gái và đối tượng ái muội cùng nhau kéo vào phó bản, quá mức không khôn ngoan. Thiên Hạ Quy Hỏa âm thầm nhíu mày, thao tác thiểu năng như thế, không giống chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm ra, đổi thành Hạ Hầu Ngạo Thiên hoặc Anh Gà Đỏ, trái lại là bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, ánh mắt tìm bạn gái thật ra rất tốt, nhưng hắn sao có thể để hai cô gái chạm trán chứ, hắn cho rằng mình là nam chính trong tiểu thuyết sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm thấy kẻ này không biết trời cao đất rộng, không có số mệnh nhân vật chính, lại mắc bệnh của nhân vật chính. Hắn nhân vật chính này còn chưa tìm hồng nhan tri kỷ đây, tuy hắn cảm thấy mình cũng không cần phụ nữ loại sinh vật phiền toái này. Lúc này, mọi người đồng thời thu được tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, tình. Mời ở trước khi trời tối đến Mặc Tông. Cụ khụ khụ. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ không khí xấu hổ, mặt không đổi sắc nói, nhiệm vụ phụ tuyến đã có. Trước khi trời tối đến Mặc Tông, nói rõ Mặc Tông cách chúng ta không xa, nhưng cũng không gần,
tôi đi đỉnh núi phụ cận tìm xem. Hắn hướng ánh mắt về dãy núi trùng điệp, mọi người ở tại chỗ chờ. Nói xong, lấy ra bao tay tật phong giả màu xanh thẳm, hai tay nhấn xuống một cái, ở trong cuồng phong vù vù, bay qua rừng cây, bay về phía dãy núi xa xa. Nhìn bóng lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng bay đi, mọi người ăn ý hiện lên ý nghĩ. Giống nhau, hắn chuồn rồi. Trời xanh như tẩy, đám mây giống như kẹo bông đọng lại ở bầu trời. Trương Nguyên Thanh cúi đầu quan sát, tán cây tươi tốt giống tấm thảm màu xanh lục trải ra, bao phủ địa mạo. Hắn rất nhanh đến đỉnh một ngọn núi gần nhất, vòng quanh đỉnh núi trùng điệp phi hành, trong quá trình đó hạ xuống mấy lần, làm hết thời gian chờ phục hồi kỹ năng phi hành. Nửa giờ sau, không có thu hoạch, hắn trở lại trong đội ngũ. Chưa thấy có kiến trúc di chỉ, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Nói xong, hắn liền thả lỏng đầu óc, chờ đợi các đồng đội phân tích. Người đang ngồi đây ai cũng là nhân tài, tuy nói chuyện không dễ nghe như hắn, nhưng đầu óc là tốt. Quả nhiên, sỉ nhục của hỏa sư chưa bao giờ làm người ta thất vọng, trầm ngâm nói, tòa thành cơ quan của Mặc Tông sẽ không quá xa một ngày không tìm thấy. Nhưng nếu cho chúng ta một ngày thời gian, muốn tìm được cửa vào, chỉ sợ phải tốn một phen công phu, hẳn là ngay tại vùng núi này. Mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1805, mở cửa 1. Vậy phải tìm cửa vào như thế nào? Anh gà đỏ không hiểu liền hỏi, theo thói quen thả trôi đầu óc. Quan Nhã đang muốn nói chuyện, chợt thấy đồng hoang phía sau xuất hiện một nông phu dắt trâu, mắt lập tức sáng lên, thản nhiên nói, NPC đây không phải là tới rồi sao? Trương Nguyên Thanh dẫn các đội viên chạy qua, nhìn thấy một đám người mặc áo quần lố lăng chạy về phía mình, nông phu bị dọa giật mình, nắm dây cương chạy trở về. Đại thúc chậm đã, Trương Nguyên Thanh chặn đứng đường lui. Các người là ai? Nông phu hoảng sợ đánh giá bọn họ. Chú từng nghe nói tòa thành cơ quan Mặc Tông chưa? Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe vậy, nông phu biến sắc hẳn, bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm thê lương, đừng đưa tôi đi nơi đó. Van cầu các vị đại gia, đừng đưa tôi đi nơi đó. Đối mặt phản ứng khoa trương của thôn phu, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau, vẻ mặt ôn hòa nói, lão bá, ông đừng sợ, chúng tôi sẽ không thương tổn ông, chỉ là muốn hỏi một ít tình huống. Nông phu mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng dập đầu, quân gia, quan gia, đại gia, tiểu nhân chỉ là kẻ chăn trâu, van cầu các người, đừng đưa tôi đi nơi đó. Kế tiếp, mặc kệ đám người Trương Nguyên Thanh hỏi cái gì, nông phu trước sau một bộ thấp thỏm lo âu tư thái, chỉ để ý dập đầu cầu xin tha thứ, khó có thể câu thông. Chẳng lẽ NPC này cần ám ngữ, khẩu hiệu đặc biệt để kích hoạt? Đám người Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Này, chú! Anh gà đỏ nhịn không được, túm áo nông phu, xách hắn ở giữa không trung, hùng hổ nói, hỏi ông đó, ông là điếc hay mù? Tự nói với mình nữa, tin hay không lão tử một mồi lửa đốt chết người đó. Nói xong, hắn giơ đao tay, xẹt một tiếng, đao tay dâng lên ngọn lửa tươi sáng, phát ra nhiệt độ cao nóng rực. Mặc Tông ngay tại vùng núi đó. Trong truyền thuyết, chỉ cần xuyên qua rừng rậm phía trước, tới điểm cuối, liền có thể nhìn thấy Mặc Tông có các tiên nhân sinh hoạt. Nông phu chỉ dãy núi phương xa, nhanh chóng khai ra. Vậy đã khai rồi. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật một cái, hắn theo bản năng cho rằng, trong phó bản cấp S thu hoạch tin tức cần phương pháp cùng trí tuệ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn đám người thiên hạ quy hỏa một cái, phát hiện biểu cảm nhỏ của mọi người đều không khác biệt lắm. Xuyên qua mảng rừng rậm này là tới. Anh gà đỏ nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía các đồng đội phía sau, nhắc nhở, tôi sâu sắc phát hiện không thích hợp. Không cần sâu sắc cũng có thể phát hiện không thích hợp. Thiên hạ quy hỏa nhìn chằm chằm thôn phu, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, ông vừa rồi đang sợ cái gì? Đừng mang ông đi vào trong đó, trong núi có gì nguy hiểm sao? Đao tay phát, ra nhiệt độ cao tạo ra tác dụng đe dọa rất tốt. Nông phu nơm nớp lo sợ trả lời, trong núi là nơi các thần tiên ở, đương nhiên nguy hiểm. Cánh rừng này cũng rất nguy hiểm, từ nhỏ trưởng bối trong thôn đã bảo chúng tôi rời xa cánh rừng này, bởi vì người đi vào đều chết ở bên trong. Các thần tiên Mặc Tông không thích bị quấy rầy, cho nên ở trong rừng an bài yêu quái gác. Vài năm trước, có người Kim tới nơi này, nói là muốn vào núi,
bọn họ bắt rất nhiều thôn dân dẫn đường, nhưng đều không trở về. Sau lục tục lại có người Kim tới đây, chết hết ở bên trong. Người Kim, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, bây giờ là niên hiệu gì? Nông phu vẻ mặt ngây dại. Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạo nói, anh hỏi thôn phu sơn dã một chữ cũng không biết về niên hiệu. Anh không có bệnh chứ? Chẳng qua hắn đã nhắc tới người Kim, vậy hẳn là thời kỳ Nam Tống. Tôn Miểu Miểu nhao nhao lên tiếng, trong giới thiệu phó bản đề cập, Mạc Tông đạt được một món bảo vật thượng cổ lưu truyền tới nay, ai được bảo vật này được thiên hạ. Người Kim phái binh tới Mạc Tông, mục đích không cần nói cũng biết. Sau đó, bọn họ hỏi chi tiết truyền thuyết về rừng rậm, cùng với nhân số, các nhóm người Kim tiến vào rừng rậm. Sau khi đuổi đi thôn phu, mọi người thấp giọng thảo luận. Người Kim đến đây 3 lần, toàn quân bị diệt, nhưng chưa chắc là chết ở trong rừng, cũng có khả năng chết ở tòa thành cơ quan. Thiên Hạ Quy Hỏa mở đầu, nói, chúng ta cần một vật hy sinh vào cánh rừng dò mìn, làm rõ nguy cơ bên trong. Nói xong, hắn nhìn về phía 3 vị tinh quan. Loại chuyện này chỉ có thần Dạ Du mới có thể làm được, không cần phiền toái như vậy. Anh gà đỏ vỗ ngực, tôi trực tiếp một mồi lửa đốt cánh rừng này. Thấy không có ai phản đối, anh gà đỏ lập tức nâng hai tay, ngưng tụ ra một quả cầu lửa đường kính 3 mét, song khí nóng bức thổi quét mọi người liên tục lui về phía sau. Hắn lao nhanh vài bước, ra sức ném ra quả cầu lửa. Ầm. Quả cầu lửa nổ tung ở trong khu rừng rậm rạp, bốc lên ánh lửa chói mắt cùng khói đặc, nhưng rất nhanh đã bình ổn, thế lửa chưa cháy lên. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1806, mở cửa 2. Phóng hỏa đốt núi không thể thực hiện được. Trương Nguyên Thành nói, nếu đơn giản như vậy, người Kim đã sớm một cây đuốc đốt sạch ngọn núi này. Mọi người đều vẻ mặt bình tĩnh, đối với chuyện quả cầu lửa không thể điểm hỏa rừng rậm không có gì kinh ngạc. Anh gà đỏ trợn tròn mắt, các người là đều đã đoán được phải không? Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạo nói, cái này không phải chuyện rõ ràng sao? Anh gà đỏ nhất thời có chút mất hứng, vậy vì sao không nhắc nhở tôi? Bởi vì anh là hỏa sư mà. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Anh gà đỏ lúc này mới lộ ra nụ cười, tiểu tử cậu nói chuyện đúng là làm người ta thoải mái. Tiểu viên vẫn luôn yên lặng không lên tiếng rốt cuộc mở miệng, giọng lạnh nhạt, đừng lãng phí thời gian nữa. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra mũ đỏ nhỏ, vung ra hai âm thi, một cái là người đẹp tóc dài mặc quần bò màu xám, áo thun màu đen, một cái là người trung niên tiểu tụy âm trầm lạnh lẽo. Người trước là Ngân Giao quận chúa, người sau là một âm thi cấp 4 đạt được từ Quỷ Thành. Đáng giá nhắc tới, Ngân Giao quận chúa đeo bên hông một cái hầu bao, trong tay cầm một cái loa nhỏ. Cô vừa xuất hiện, liền giơ lên cái loa nhỏ, các vị giang hồ hảo hán, tại hạ Ngân Giao, Đại Minh quận chúa, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái đệch, anh gà đỏ kinh hô một tiếng, cô ấy có thể nói chuyện, cô ấy không phải âm thi sao? Đôi mắt yêu dị màu đỏ tươi của Ngân Giao quận chúa nhìn về phía anh gà đỏ, tôi vẫn luôn có thể nói chuyện. Lần trước ở trong học viện Tần Phong anh nói xấu Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên chọn âm thi xinh đẹp, có sở thích bất lương, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu. A à, cái này, chào cô, anh gà đỏ lại xấu hổ. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miểu Miểu cũng ngây cả người, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy âm thi có ý thức của mình. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế âm thi cấp 4 kia đi về phía rừng rậm phía trước, Tôn Miểu Miểu vội vàng gọi lại, ai, cậu ngươi muốn dùng âm thi cảnh giới thánh giả dò đường. Có vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại, cậu là phá gia chi tử sao? Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng lộ ra vẻ mặt giống nhau như đúc. Triệu Thành Hoàng nói, để tôi dò đường đi. Không cho phân trần, lấy ra dương đồng xanh nặng nề, nắp hộp rầm rầm mở ra, phía sau Triệu Thành Hoàng nổi lên một cái bóng u ám mặc trường bào rách nát. U Linh nâng tay, đầu ngón tay vươn ra sợi dây nhỏ đen xì, chui vào dương đồng xanh. Một tượng binh sĩ đen xì, lóe ra hào quang kim loại từ trong dương nhảy ra, ở u ảnh thao túng hạ, cất bước chân cứng ngắc, rầm 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 đi về phía rừng rậm. Phạm vi hành động của tượng binh sĩ là 300 mét, chúng ta cần vừa thăm dò vừa tiến lên, Triệu Thành Hoàng nói. Thừa dịp sức chú ý của mọi người tập trung ở trên thân tượng binh sĩ, Trương Nguyên Thanh ghé sát vào Ngân Giao quận chúa,
thấp giọng nói, ai bảo cô mang theo nó đi ra. Tôi cảm thấy nó đáng yêu. Ngân Giao quận chúa vén lên áo thun của Trương Nguyên Thanh, nhét cái loa nhỏ vào trong bụng hắn, như vậy thanh âm sẽ nhỏ chút. Tôi cảm thấy vẻ mặt cô viết muốn gây chuyện. Trương Nguyên Thanh hạ giọng, cả giận nói, cô lúc trước nhìn thấy nó, cũng không phải là cảm thấy như vậy, cô thiếu chút nữa giết tôi, cô hẳn là biết lai lịch của nó. Tiền nhiệm chủ nhân của nó lúc trước dùng nó ghi lại một đống ô ngôn uế ngữ mắng tôi. Tôi mấy ngày hôm trước đã nói, tôi muốn đập nát nó, bây giờ nó ngoan rồi, là cái đạo cụ thức thời. Ngân Giao quận chúa nói, đang nói, Triệu Thành Hoàng bỗng nhiên trầm giọng nói, tượng binh sĩ chặt đứt liên hệ với tôi rồi. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, sợi dây nhỏ đen xì kia từ đầu ngón tay bóng ma vươn ra đã đứt, vô lực rủ xuống. Bên trong tình huống gì vậy? Thiên Hạ Quy Hỏa vội hỏi. Là thụ yêu. Triệu Thành Hoàng nói, trong mảng rừng rậm này khắp nơi đều là thụ yêu, chúng nó tập kích tượng binh sĩ của tôi, chiến lực đại khái ở khoảng cấp 4, số lượng rất nhiều, phương thức công kích là đòn vật lý. Hạ Hầu Ngạo Thiên sờ cằm, nói, thụ yêu à, hơn nữa là thụ yêu kháng lửa rất cao, tượng binh sĩ trong 5 phút đồng hồ đứt kết nối. Rừng rậm quy mô lớn như vậy, số lượng thụ yêu đại khái là mười mấy mét một cây, nếu xông vào. Băng qua rừng rậm chỉ sợ phải trực diện mấy trăm thụ yêu công kích, cho dù có đạo cụ trị liệu, phòng ngự, chỉ sợ cũng phải giảm quân số. Nguyên Thủy, cậu nên ra mặt rồi, đã thử ra thân phận cùng thủ đoạn công kích của kẻ địch, vậy thì dễ xử lý rồi. Trực tiếp xuất động Nguyên Thủy Thiên Tôn là được. Ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người tiểu viên, Trương Nguyên Thanh chậm rãi cởi áo thun cùng quần, chỉ còn một cái quần đùi màu đen. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1807, mở cửa 3. Ryo Asano và Tôn Miểu Miểu kinh hô một tiếng, hoảng hốt rời ánh mắt đi. Quan Nhã và Tiểu Viên thì chưa có phản ứng. Giúp tôi bảo quản tốt. Trương Nguyên Thanh vốn muốn ném quần áo cho Quan Nhã, nghĩ một chút, ném cho anh gà đỏ. Sau đó, hắn từ ô vật phẩm lấy ra đai ngọc thanh đế, bước vào rừng rậm. Xoạt xoạt, hắn dẫm lá rụng phủ kín mặt đất, tiến vào rừng rậm. Vừa tiến vào cánh rừng, ánh sáng liền lập tức ảm đạm đi, tầng tầng lớp lớp tán cây che mất ánh mặt trời. Trương Nguyên Thanh cẩn thận tiến lên, quan sát thực vật xung quanh. Cây cối nơi này đều tráng kiện cao lớn, nhỏ nhất cũng phải một người ôm, thân cây và cành đen xì, bề mặt bóng loáng, giống như phủ một tầng màng kim loại chống nước chống cháy. Những cái cây này hẳn là giống đặc thù, đáng tiếc trong đội ngũ không có mộc yêu, không thể phổ cập khoa học cho chúng ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, đấm thẳng một phát lên thân cây bên cạnh. Rắc, thân cây theo tiếng mà gãy, không phải thụ yêu. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi gần 5 phút đồng hồ, nhìn thấy phía trước dựng đứng một cái cây to ba người ôm. Dưới cây đặt nằm ngang một bức tượng binh sĩ đen xì, thân thể nặng trịch ép vào bùn đất mềm xốp, chỉnh thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nó hẳn là đã bị hao tổn, nhưng đặc tính của tức nhưỡng đã giao cho nó năng lực tái sinh. Nói tới, tức nhưỡng của Hoàng Thái Cực còn ở chỗ mình, gã này cũng không quản. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới chi tiết này. Tới gần tượng binh sĩ, hắn lại nhìn thấy một đống xương gãy, xương sườn, xương đùi, đầu lâu các thứ. Người bình thường tử vong, hài cốt là hoàn chỉnh, nhưng những xương cốt này phân tán đầy đất, càng thêm giống thức ăn trên bàn ăn, máu thịt ăn sạch, xương cốt vứt tùy tiện. Trừ xương cốt, hắn còn nhìn thấy mũ giáp tổn hại cùng mấy thanh đao rỉ sắt. Những thứ này hẳn là hài cốt quân kim lưu lại, lá rụng có dấu vết bị lật ra, là Triệu Thành Hoàng điều tra. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Trương Nguyên Thanh chợt thấy mắt cá chân căng thẳng, cúi đầu nhìn, hai cái rễ như cổ tay cuốn lấy mắt cá chân. Ngay sau đó, tiếng sột soạt vang lên, trong tầng tầng lớp lớp tán cây lao ra mấy cái dây leo mềm mại dẻo dai, mang theo lá cây, trói gô hắn. Đồng thời, trên thân cây bóng loáng của cái cây to kia phía trước nứt ra hai con mắt tối tăm ẩn sâu, cùng với một cái lỗ thủng răng nanh đan sen, dễ lùi về trong lòng đất, dây leo thì kéo Trương Nguyên Thanh, đưa hắn về phía lỗ thủng trên thân cây. Trương Nguyên Thanh lập tức kích hoạt kỹ năng thú hóa, ngoài thân mọc ra lông đen to cứng, hình thể cất cao, đầu to ra tròn trịa đi, trên đầu mọc ra cái tai tròn. Trong khoảnh khắc hóa thành một con gấu đen cao 2 mét,
Dây leo trói chặt hắn ở lúc biến thân đã bị hình thể tăng vọt giật đứt. Gấu đen nhe răng rít gào, nước miếng dọc theo hàm răng trắng nhờn nhỏ xuống, cả mảng rừng cây đều run rẩy ở trong tiếng gầm gừ. Nó đứng thẳng lên, chi trước dùng sức đẩy, thân cây không sợ lửa đốt, không sợ lôi điện, không thể phá vỡ theo tiếng mà gãy, vết nứt thân cây tựa như con mắt, lỗ thủng hàm răng đan xen theo đó khép kín. Gấu đen sau đó bắt đầu xung phong ở trong rừng rậm, đẩy đổ một rồi lại một cái cây to. Thụ yêu cường đại ở trước mặt nó, nhỏ yếu giống như cỏ dại tùy ý dẫm đạp. Ngoài rừng rậm, đám người quan nhã nghe phương xa truyền đến tiếng sụp đổ rầm cùng gấu đen rít gào thật lớn, trong lòng thế mà lại dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Động tĩnh thật lớn, chậc chậc, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, lúc trước cùng nhau ở Nhai Sơn Chi Hải tổ đội, hắn vẫn là kẻ yếu nhất kia. Anh gà đỏ cảm khái nói, 2-3 tháng thời gian, so với chúng ta đều lợi hại hơn rồi. So với chúng ta đều lợi hại hơn rồi. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Quan Nhã tự tay dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn vào quan phương, Tiểu Viên từng là đại lão thánh giả cảnh. Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng khi đấu lôi đài từng bắt nạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hạ Hầu Ngạo Thiên tự xưng là nhân vật chính đều trầm mặc. Ồ, các người sao đều không nói lời nào vậy? Anh gà đỏ nhìn bọn họ, không có ai để ý đến hắn. Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, bọn họ chê anh miệng tiện. Anh gà đỏ ngẩn ra, tôi nói sai cái gì, sao? Hắn tức giận nói, các người là phân biệt vùng miền, khinh thường người Hoa Đô phải không? Vẫn không có ai để ý đến hắn. Ngân Giao quận chúa ghé cái loa nhỏ đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói, bọn họ kỳ thị anh. Cuối rừng rậm là một vách đá lởm chởm, trên vách đá khảm một cánh cửa đá cao 3 mét. Trên cửa đá có khắc một phù điêu bát quái, càn khôn trấn khảm ly các thể chữ gồ lên. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch ngồi bệt dưới đất, nói, cánh cửa này không mở ra được, hẳn là cần chìa khóa riêng mới được, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, kế tiếp liền giao cho các người. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1808, Tiết Dụng Minh Quỷ 1. Sau khi thú hóa đau đớn cơ bắp xé rách, đứt gân gãy xương còn đang tra tấn hắn, không nỡ sử dụng thanh đế trường sinh thuật cùng sinh mệnh nguyên dịch. Kỹ năng tự lành của quyền trưởng sơn thần hiệu quả không lớn, liền chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quan Nhã đại khái là muốn ở trước mặt Tiểu Viên thể hiện ân ái, lúc vừa tới, thấy bộ dạng thê thảm này của Trương Nguyên Thanh, vội vàng đấm chân bóp vai, thiếu chút nữa đấm hắn qua đời ngay tại chỗ. Bị Trương Nguyên Thanh dưng dưng mắng một trận chim cút, liền tức giận không để ý tới hắn nữa. Lúc này đang đứng ở trước cửa, cùng đám người Tôn Miểu Miểu quan sát cửa đá. Bí quyết mở cửa hẳn là ở trên bát quái đồ, nếu nhớ không lầm, phương diện này là sở trường của học sĩ. Quan Nhã nói, Tôn Miểu Miểu quay đầu, Hạ Hầu Ngạo Thiên, giao cho anh, Mặc Gia cơ quan thuật hẳn là tổ chức học sĩ làm chủ. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày, là lĩnh vực của học sĩ không sai, nhưng thứ đồ chơi này tựa như một cái khóa điện tử. Tôi là thợ mở khóa, nhưng tôi chỉ có thể phá khóa, phá giải mật mã khóa điện tử cùng mở khóa là hai việc khác nhau. Cậu chính là không làm nổi. Anh gà đỏ vẫn chưa hấp thụ giáo huấn, vẫn nhanh mồm nhanh miệng như cũ. Lúc này, Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng cúi đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái nhẫn ngón cái đen xì kia trên ngón cái, tựa như đang lắng nghe thanh âm gì. Vài giây sau, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ai nói tôi không xử lý được, bát quái đổ trên cửa. Thật ra là bát quái phong môn trận thời đại tiên tần lưu truyền tới nay, dựa theo tuyến đường chính xác đưa linh lực vào có thể mở khóa, đơn giản. Nói xong, hắn ấn loạn một chập ở trên chữ phù điêu, sau đó ấn xuống thái cực ngư trung ương. Giải thích thái cực ngư là hình hai con cá đen trắng tạo thành hình âm dương bát quái. Hết giải thích, chỉ nghe cửa đá chấn động ầm ầm, chậm rãi hướng một bên trượt ra. Sau cửa đá không phải lòng núi tối đen âm u, mà là một hành lang ánh nến lay động. Hành lang có dấu vết đục đẽo rõ ràng, không phải tự nhiên hình thành, mặt tường bằng phẳng dính vết máu màu đỏ sậm. Mà ở cửa hành lang, thi cốt trải đầy đất. Hành lang bề rộng chừng 3 mét, cao 5 mét, đi thông chỗ sâu trong lòng núi, không nhìn thấy điểm cuối, trên hốc tường bày bát dầu, ngọn lửa le lói như hạt đậu yên tĩnh thiêu đốt. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng ở trước cửa, cái mũi ngửi ngửi, nói, hàm lượng dưỡng khí rất cao, mùi hôi thối rất nhạt,
đèn còn đang thiêu đốt. Nói rõ hệ thống tuần hoàn không khí trong hang động vận chuyển bình thường, hẳn là sẽ không có khí độc cái gì, có thể tiến vào. Hắn quay đầu nhìn các đồng đội, các người ai đi vào làm vật hy sinh. Tôi là học sĩ, phụ trách bảy mưu nghĩ kế. Tiểu viên bỗng nhiên nói, đã là tòa thành cơ quan, trong hành lang nhất định sẽ có cơ quan, chúng ta cần một thám báo làm thăm dò hiện trường. Mọi người đều nhìn về phía Quan Nhã, ở đây chỉ có một thám báo là cô. Quan Nhã lạnh lùng nói, cô nói thẳng bảo tôi xung phong là được rồi. Tiểu viên, khẽ gật đầu, vậy làm phiền rồi. Quan Nhã, à. Khi hai người nói chuyện, Hạ Hầu Ngạo Thiên yên lặng mang tai nghe điện thoại kiểu nhét tai phát cho đám người Tôn Miểu Miểu. Hạ Hầu Ngạo Thiên, hai nữ nhân này có thể làm hỏng việc hay không? Tôi thường xuyên ở trong phim ảnh, tiểu thuyết nhìn thấy loại nhân vật thiểu năng tranh giành tình nhân. Sau đó thời khắc mấu chốt ngáng chân này, phải biết rằng đây là phó bản cấp S, không thể chứa chấp nhân vật phụ thiểu năng, huống hồ còn là hai người. Triệu Thành Hoàng, bọn họ có thể thành thánh giả, thì không có khả năng là hạng người ngu ngốc, cậu đừng quan tâm lung tung. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn theo bạn gái, thì không nên dẫn cô gái quan hệ không minh bạch, thật sự không khôn ngoan. Tôn Miểu Miểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, lúc thông minh rất thông minh, lúc thiểu năng cũng rất thiểu năng, đặc biệt vấn đề xử lý cảm tình. Thiên Hạ Quy Hỏa, nhắm chừng không có kinh nghiệm yêu đương gì, một sinh viên thông minh nữa, cũng chỉ ăn cơm 20 năm mà thôi, không có khả năng làm được chu đáo, so với lão bánh quẩy còn kém xa. Hạ Hầu Ngạo Thiên, tuy tuổi không lớn, trêu ong gẹo bướm lại rất nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua là biết cha nam, có một số cô gái lại cứ thiêu thân lao đầu vào lửa, thật sự là đầu óc có bệnh. Tôn Miểu Miểu, lời này của anh quá phận rồi, tôi căn bản không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh đừng có giọng điệu kỳ quái. Triệu Thành Hoàng, Miểu Miểu, hắn không phải đang nói cô. Trương Nguyên Thanh kéo thân thể mỏi mệt đi tới, nhìn chằm chằm vành tai bọn họ, các người nói thầm sau lưng cái gì thế? Không có gì, mọi người tháo xuống tai nghe điện thoại, ăn ý thu vào túi. Lúc này, Quan Nhã cầm trong tay một thanh kiếm đồng xanh hán bát phương, sải đôi chân dài, dẫn đầu đi vào hành lang. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1809, Tiết Dụng Minh Quỷ 2. Trương Nguyên Thanh sợ cô có sơ suất, vội vàng đi vào theo. Tiểu viên hôm nay mùi thuốc súng sao lại đậm như vậy? Hắn đuổi theo Quan Nhã, thấp giọng nói, bà xã, không cần tức giận với cô ấy. Quan Nhã thản nhiên nói, em không phải chòm sao cự giải, sẽ không yêu vào liền không biết nghĩ gì nữa, yên tâm đi, em sẽ không so đo với cô ta, về phần anh sao, rời phó bản lại tính sổ. Mặt cô lạnh lùng, bước đi ở giữa khe hở thi hài chồng chất, khi thì đá bộ này một cái, khi thì đá văng bộ kia, sau đó lại cẩn thận đánh giá vách tường. Vài phút sau, Quan Nhã nhìn về phía các đội viên đi theo vào, nói, những người chết ở cửa này, phần lớn đều là lưng hướng lên trên, bọn họ là ở lúc chạy trốn bị giết. Từ vết cắt phẳng phiu của xương cốt, cùng với vết kiếm trên tường có thể phán đoán, kẻ địch là kiếm khách, số lượng ở hai người trở lên. Những người này chết hết ở đầu hành lang, nói rõ một khi tiến vào tòa thành cơ quan, cửa đá sẽ đóng lại. Hành lang này là thông đạo đơn hướng, hoặc là vượt qua, hoặc là chết. Hoặc là vượt qua, hoặc là chết. Mọi người đồng loạt nhíu mày, khó tránh khỏi tâm tình nặng nề. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, các người đừng bị phó bản cấp S dọa. Trước khi đến tôi từng đọc luận văn trong cơ sở dữ liệu của gia tộc, cường độ phó bản là có giới hạn. Trong chúng ta có cấp 4, có cấp 5, nhưng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn một người cấp 6. Nói từ trên lý luận, nguy hiểm trong tòa thành cơ quan nhiều nhất là cấp chúa tể yếu, hơn nữa khẳng định là boss. Ở trước khi gặp boss, đại bộ phận cửa ải Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có thể xử lý. Mọi người nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Không đúng. Tôn Miểu Miểu thấp giọng nói, tôi vừa rồi đã xem tướng mạo mọi người, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi người đều có huyết quang tai ương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mây đen bào, phủ, kèm theo huyết quang. Cái này ý nghĩa chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể bị thương nặng, có thể chết. Ryo Asano siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói thầm một câu tiếng Nhật, như là đang bơm hơi cho bản thân. Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, không thể khinh thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao chỉ là thần dạ du, năng lực đơn nhất,
rất nhiều nguy hiểm hắn có thể chống đỡ được, lại chưa chắc cứu được chúng ta. Trương Nguyên Thanh dẫn đội tiến lên, mọi người giữ khoảng cách 10 mét với hắn. Đi trong hành lang u ám hơn 10 phút, đột nhiên, Trương Nguyên Thanh dừng bước, phía trước có hai kiếm khách khoác áo tơi, đội nón. Bọn họ đứng thẳng giống như bức tượng, mặt hướng về mọi người, cúi đầu, vành nón che đi khuôn mặt. Ngân Giao, đi thử bọn họ một chút, Trương Nguyên Thanh nói. Ngân Giao quận chúa lúc này tiến lên, khi đi đến bên người Quan Nhã, đưa tay đoạt lấy hán bát phương cổ kiếm trong tay cô, nói, mượn kiếm dùng một chút. Cô bước chậm nghênh đón hai kiếm khách, trong hầu bao phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, sau đó, tiếng ca réo rắt quanh quẩn. Ăn xương uống tuyết, đúc 10 năm mài một kiếm, xem ta một ngựa giữ ải, dám nói là vạn người không thể vượt qua. Ngân Giao trở tay vỗ một cái, Loa Miêu Vương lập tức thành thật. Lúc này, hai kiếm khách đội nón chợt ngẩng đầu, dưới nón là hai khuôn mặt đeo mặt nạ sắt đen, cùng với hai đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Mê hoặc chi nhãn, Ngân Giao quận chúa nói, cô nâng tay đẻ mi tâm. Hai kiếm khách đội nón keng một tiếng rút ra bội kiếm, vù vù liên thanh, kiếm khí xẹt qua không khí vang lên tiếng xe gió thê lương. Ngân Giao quận chúa không nhanh không chậm nâng lên kiếm đồng xanh, kéo ra một mảng hoa kiếm, đinh đinh đang đang, tia lửa văng khắp nơi. Cô vung kiếm quét ngang, bắt đầu công kích hai kiếm khách, cúi người, Dạ Du, vô thanh vô tức lướt tới trước mặt kiếm khách, hai tay đặt ở ngực hai kiếm, khách, chợt phát lực, ầm, hai kiếm khách bay ngược đi, trở về đi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía các đồng đội phía sau, tiêu chuẩn cấp 4 đỉnh phong, các người ai đi. Lúc kết toán phó bản là căn cứ mỗi người cống hiến kết toán phần thưởng. Cho dù là cấp S, nhưng nếu cả hành trình nằm thẳng, cũng sẽ không có giá trị kinh nghiệm quá cao. Vừa dứt lời, hai quả cầu lửa đồng thời bắn ra, nổ tung ầm ầm, anh gà đỏ cùng thiên hạ quy hỏa dẫn đầu lao ra. Sau đó là hai tiếng súng vang bằng bằng, Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng từ xa bắn chi viện. Hành lang nhỏ hẹp, không thể chứa nhiều người hỗn chiến. Quan Nhã thấy thế, không chút hoang mang móc súng điểm xạ. Năm người liên thủ, rất nhanh giải quyết hai kiếm khách. Hạ Hầu Ngạo Thiên vội bước lên phía trước, cởi đi áo tơi và nón, lộ ra thể xác tổn hại nghiêm trọng, thân thể kiếm khách sắt cùng gỗ lắp ráp thành. Đây là hai con rối. Hạ Hầu Ngạo Thiên cậy ra tầm sắt hơi lõm xuống trước ngực con rối, tặc lưỡi nói, hay nha, hai con rối này công nghệ chế tạo có chút cổ xưa rồi. Nhưng có thể duy trì vận chuyển hơn 1.000 năm, trí tuệ của cổ nhân thật sự là làm người ta kinh ngạc than thở. Nguyên Thủy, thu bọn nó, tôi mang về nghiên cứu kỹ. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1810, Tiết Dụng Minh Quỷ 3. Trừ công nghệ chế tác cổ xưa, tài liệu trên thân con rối giá trị cũng rất cao. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra mũ đỏ nhỏ thu đi con rối kiếm khách, nhắc nhở, duy trì hơn 1.000 năm, rất có thể là sự thần kỳ linh cảnh giao cho, mà không phải công nghệ con rối châu bò bao nhiêu. Mặt khác, thứ này đối với anh hữu dụng sao, anh chỉ là phương sĩ, không phải luyện khí sư. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, khinh thường nói, không hiểu nhỉ, cơ quan thuật là nhánh phụ của luyện khí thuật, không cần tới giai đoạn chúa tể cũng có thể học tập. Cơ quan thuật từ xưa lưu truyền tới nay chia ra hai lưu phái lớn, Mặc Gia cùng Lỗ Ban. Lỗ Ban cơ quan thuật về sau lại dung hợp pháp thuật nguyền rủa của Thông Linh Sư, linh lục của thần Dạ Du, bị hậu nhân coi là áp thắng thuật. Mà Mặc Gia cơ quan thuật thì chậm rãi tiêu vong ở trong lịch sử. Đợi tới lúc người tu hành cổ đại diệt sạch, áp thắng thuật cũng thất truyền. Mấy năm trước, Quan Phương cùng học sĩ Tam Gia cũng từng liên thủ làm một cái quỹ phát triển cổ thuật, nhưng cuối cùng không được việc gì. Tôn Miểu Miểu tràn đầy hứng thú truy hỏi, vì sao? Thời gian là một mặt, bất cứ kỹ thuật nào cũng là dựa vào tích lũy, cơ quan thuật đã sớm thất truyền, không có sư phụ dạy dỗ, chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu, mười mấy năm mới có thể nhập môn. Lịch sử linh cảnh hành giả mới vẻn vẹn trăm năm. Linh cảnh thế gia thành có sẵn mô, cũng mới chỉ 50 năm. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm khái nói, một mặt khác, cơ quan thuật là nhánh phụ của luyện khí thuật. Đối với chúa tể mà nói, có tài liệu cùng thời gian này, tôi trực tiếp luyện đạo cụ không phải càng tốt hơn. Cho nên cơ quan thuật đến nay cũng chưa phát dương quang đại trong ba gia tộc học sĩ lớn.
Một bộ phận nhỏ số người si mê đạo này còn đang nghiên cứu, cũng quả thật làm ra không ít thứ tốt, chỉ là quá tiểu chúng. Thiên Hạ Quy Hỏa nghĩ một chút, nói, nơi này có lẽ sẽ có bí tịch cơ quan thuật, đến lúc đó bí tịch thuộc về cậu, cậu cung cấp cơ quan vũ khí cho bang phái. Chỉ cần trả tiền, gì cũng được. Túi tiền Hạ Hầu Ngạo Thiên trước giờ rất túng quẫn. Đoàn người tiếp tục tiến lên, ven đường lại đã gặp tên độc công kích, quả cầu đá công kích, khói độc công kích, oán linh tập kích, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vượt qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Rốt cuộc đi ra khỏi hành lang dài đàng đẵng, tới một cái hang đá thật lớn. Lối vào hang đá dựng một tấm bia đá, viết bốn chữ Minh Quỷ, Tiết Dụng. Cả hang đá đại khái 60 mét vuông, chỉ có hai thông đạo, một cái là cửa vào, một cái là cửa ra đối diện mọi người. Mặt đất hang đá là một tấm bát quái đồ thật lớn, vị trí cửa ra dựng một pho tượng ác quỷ mặt xanh nanh vàng cao 3 mét. Giữa hai thông đạo, khoảng cách đường thẳng chỉ có 60 mét, đối với mọi người mà nói, trong chớp mắt có thể vượt qua. Nhưng mặt đất có khắc bát quái, phủ kín thi hài cùng xương vỡ. Biểu thị trong hang đá từng bước sát khí, Minh Quỷ cùng Tiết Dụng là có ý tứ gì? Anh gà đỏ hỏi, Tiết Dụng chính là ý tứ tiết kiệm đó, Minh Quỷ không biết. Tôn Miểu Miểu một bộ dáng trình độ văn hóa không tốt lắm. Hạ Hầu Ngạo Thiên làm người học rộng nhất ở đây, phổ cập khoa học nói, Minh Quỷ cùng Tiết Dụng là tư tưởng của Mặc gia. Tiết Dụng chính là phản đối phô trương lãng phí, tiết kiệm tiêu dùng đề cao sức sản xuất. Về phần Minh Quỷ, tranh luận trọng đại, ý kiến được tán đồng nhất là phải tin ngưỡng quỷ thần thiện ác rõ ràng, cho nên phải ôm lòng sợ hãi, không làm chuyện xấu. Thiên Hạ Quy Hỏa yên lặng nghe xong, nhìn kỹ tình huống trong hang đá, nói, người chết nơi này nhiều hơn bên ngoài, rất nguy hiểm, quy củ cũ, dùng âm thi dò đường. Triệu Thành Hoàng lập tức lấy ra dương đồng xanh, dùng linh phó khống chế tượng binh sĩ, tiến vào hang đá. Thùng. Tượng binh sĩ vừa bước vào hang đá, hình cá âm dương kia ở trung ương bát quái đồ bắt đầu từ từ chuyển động. Mà ác quỷ mặt xanh nanh vàng kia chỗ cửa ra quay đầu, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm tượng binh sĩ. Thùng. Thùng. Khi tượng binh sĩ bước ra bước thứ ba, cá âm dương vừa mới xoay xong một vòng. Một giây sau, trong mắt ác quỷ mặt xanh nanh vàng kia bắn ra hai luồng hào quang màu trắng. Ầm. Tượng binh sĩ nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, rầm rầm phân, tán đầy đất. Hòn đá nát bét khẽ run rẩy, nhanh chóng tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành tượng binh sĩ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, bước về phía trước một bước. Linh phó của Triệu Thành Hoàng một lần nữa tiếp quản tượng binh sĩ, thao túng nó bước một bước. Cá âm dương trung ương bát quái đồ một lần nữa chuyển động, khi nó xoay xong một vòng, trong con mắt hung dữ của ác quỷ mặt xanh nanh vàng bắn ra hai đạo hào quang màu trắng. Các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.